Thưa quý vị, sau khi hoàn thiện hạ tầng lưới điện nông thôn theo chương trình điện khí hóa nông thôn của chính phủ, từ năm 2023 đến nay, song song với việc tiếp tục đầu tư mới, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu còn tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn từ một pha lên ba pha nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện, giảm tổn thất điện năng, góp phần giữ vững tiêu chí hiện đại các xã nông thôn mới nâng cao. Đầu năm 2023, Điện lực Châu Đức nâng cấp lưới điện từ một pha lên ba pha cho hệ thống lưới điện ở thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc. Qua đó, ngành điện đã giải quyết bài toán quá tải và tụt áp ở những điểm cuối, tạo điều kiện cho khoảng 120 hộ dân trong thôn sử dụng điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng, đồng thời giúp xã giữ vững tiêu chí số 4 về điện trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điện mình bữa nay tốt lắm anh, mạnh, sản xuất mạnh lắm, tưới cỏ là nó mạnh lắm, điện cung cấp liên tục, không có thấy cúp. Hôm nay từ mùa đầu nắng tới giờ em thấy không thấy cúp. Điện đồ nó đầy đủ hơn, năng suất nó cao hơn thì mình làm nó mạnh, điện nó đổi, yêu cầu là nguồn điện đủ là tây dân là ta làm ok. Năm 2023, công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành 16 công trình, trong đó có 15 công trình lưới điện trung hạ thế với tổng chiều dài gần 270 km, tổng vốn đầu tư khoảng 388 tỷ đồng. Nhờ đó, 309.191 hộ dân trên tất cả 82 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh có điện sử dụng, đạt tỷ lệ 99,99%. Trong đó, số hộ dân nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,98%. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm chỉ còn 0,42%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch tổng công ty điện lực miền Nam giao là 1,58%. Đưa cái điện về nông thôn rồi đưa cả ruộng đồng luôn để cho đồng bào có cái sự mà tưới tiêu rồi sử dụng các cái nguồn điện khác để phục vụ cho nông nghiệp nông thôn luôn, ngay cả sinh hoạt đều đầy đủ. Năm 2024, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến đầu tư 18 công trình điện dành cho khu vực nông thôn. Trong đó, 6 công trình lưới điện 110 kV, 12 công trình lưới điện trung hạ thế với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng. Năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào cái công tác đầu tư cũng như cải tạo hệ thống lưới điện một pha lên ba pha để phục vụ các nhu cầu đối với các vùng nông thôn có nhu cầu sinh hoạt hoặc có nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Việc nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn không chỉ giúp người dân và ngành điện giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, mà còn góp phần giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành sớm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn theo nghị quyết 05 của Đảng bộ tỉnh.